Cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ kể từ các bạn trận đại chiến đỉnh cao đánh trong cờ nhanh của giải cờ tướng đấu thủ mạnh quốc gia năm 2023 giữa hai cao thủ hàng đầu của cờ tướng Việt Nam. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Nguyễn Thanh Bảo và người cầm bên đen là danh thủ Lại Lý Huynh. Kính mời các bạn cùng đón xem trận đại chiến của hai anh. Một ván cờ mà anh Bảo chơi tấn công bằng pháo đâu và bên anh Huynh chống lại bằng người thống cờ bình phong mã. Kính mời các bạn cùng đón xem.吃。将军吃吃
吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 Tối hình cờ trên phong phấn cờ cho binh 2 bình 3, bình thuật qua để bắt tốt thì đôi bên đủ ý hòa cờ. Sau khi hình cờ hai bên rất cân bằng. Như vậy kênh cờ thủ tinh hoa vừa gửi tới các bạn ván đấu trên trận cờ cân tài cân sức của đôi bên. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.